Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Bí Linh. Đó, hiện tại thì Lử đang cùng với lại bạn Kinh đã đi lên trên khu vực nhà của Kinh để xem cái tiến độ làm móng nhà các bác. Hôm nay là có nhiều người làm không Kinh ơi? Hiện tại anh em đang đi trên cái tuyến đường đấy, anh em xin nhân nhé các bác. Lâu lắm rồi không quay cái đoạn tuyến đường này cho mọi người xem. Hôm nay là Lử cũng quay một đoạn từ dưới chân dốc này lên cho mọi người cùng ôn lại những kỷ niệm của mấy anh em sinh nhân làm đường ấy các bác. Đấy, đường này là tránh nhau cũng khá là khó. Hôm nay là bà con bắt đầu đi vun ngô nhá. Trong những ngày vừa rồi thì trên vùng cao cũng có những mưa rồi. Dưới này bà con bắt đầu là vun ngô các bác. Chào bà nhá. Đi về đi bà ơi. Thế là hôm nay là hai vợ chồng đấy à? Thế là đội kè đâu rồi? Vẫn chưa lên à? Chắc là bà con họ đang tranh thủ để đi vun ngô các bác. Thế là cố gắng liên hệ bảo mọi người là kè cho gia đình mình càng sớm càng tốt nhá. Thế là hôm nay là Kình là phá đá, còn vợ là phụ à? Đấy. Các bác xem là đá ở đây, khu vực ở đây thì hôm nọ khá là cao. Hiện tại thì hai vợ chồng Kình là cũng đã phá được gần được cái mặt bằng ấy rồi. Tốc độ khá là nhanh luôn. Đá dưới này thì cảm giác là hình như là nó sẽ vỡ hơn rồi sao. Hôm nay A Lử đi đâu rồi? A Lử đi họp à? À, tí nữa A Lử có phải giúp không? À, chắc là có việc bận rồi đúng không? Ừ, thế thôi. Để hôm nào A Lử rảnh thì lại xuống giúp. Tại vì là A Lử là chắc là về còn phải đi làm nương, hai vợ chồng đi làm nương các bác. Hiện giờ là trên đây thì khu vực chỗ nhà của anh Xà và mọi người cũng đang buồn ngủ phía bên trên kia. Lát nữa thì Lử sẽ lên trên đó để xem cho các bác cũng biết đến về công canh tác của bà con nó như nào. Đá đấy, cứng đấy. Cái này là phá đốt bên này nữa là gần được mặt bằng rồi đấy nhỉ Kinh nhỉ? Ừ đấy. Cái này sẽ phải mất thêm vài ngày nữa các bác. Bột đá bây giờ thì hiện tại ở phía khu vực bên đây thì cũng đã đủ rồi nha các bác. Đó. Đứa trẻ con này hôm nay không đi học à? Ừ, xin chào nhá. Hôm nay không đi học à? À hôm nay cuối tuần mà nhỉ? Ừ. Thế là bố mẹ có gọi điện về cho hai anh em không? Có ạ. Thế bố mẹ sao mình có làm được tiền không? Có đi làm được tiền không? Có chứ. À. Đấy Tú. Tú. Tú ơi. Tú. Không nhìn thấy chú Lử đâu cả. Đó là khu vực này cực kỳ là ít các bác. Đá đây các bác.
Các bác nghe thấy tiếng ve kêu rầm rộ. Máy bị làm sao đấy? Hết xăng à? Ở bên này là hôm qua là mua ván với lại mua xi măng rồi à? Đúng rồi. À. Bây giờ là chuẩn bị hết rồi, bây giờ chỉ đợi đội thợ ra để kè móng hộ nữa thôi đúng không? Ờ, hôm qua gọi điện chưa gọi được đúng không? Ừ. Mấy nữa thì gia đình mình sẽ là mở một đoạn đường bên này luôn các bác, để dễ vận chuyển vật liệu cũng như là sau này là gia đình của hai bạn sẽ vào tận nhà đấy các bác. Các bác để ý rằng là hiện tại là cái khu vực móng của nhà Kình đây cũng đã gần được hoàn thiện rồi. Cái phần là sàn mặt bằng đấy các bác. Đó. Khu vực đá dưới đây cũng khá là nhiều đấy. Thế là hai vợ chồng sẽ kè cái khu vực dưới này lên nhá. Đó. Đá khá là nhiều luôn. Đấy. Đấy, em bà là cũng bắt đầu đang đập đá đây. Bác xem này. Đấy. Phụ nữ vùng cao đấy. Vỡ ở đây. Rồi. Bà được đấy. Những cái ngày tháng mà chỗ gia đình nhà em Lự nằm con làm nhà đó thì em bà cũng thường xuyên đến giúp gia đình của nhà em Lự. Em Lự hôm nay không đến không? Em Lự hôm nay là đi họp thôn với lại đang đi làm nương rồi anh ạ. Hôm nay đội anh Xà đi nó cũng đi họp hết à? Cả anh vừa nữa luôn á. À. Hôm nay nhà mấy anh em đấy là cũng đang làm nương ở trên này đúng không? Anh Xà làm nương à? Mọi người là cũng có thằng em trai ấy, là Kình Pà này, nhưng mà cũng phải đi làm nương xong là hết việc thì mọi người cũng có thể xuống đây để giúp cho em trai được. Tại vì là bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng các bác, có thời gian để mình giúp được. Ở trên đống chua bây giờ là có rất là nhiều những anh em thợ khoan đấy nha các bác nha. Nếu như mà các bác nào mà sau này mà có những cái công việc phá đá hay như nào đó thì có thể liên hệ đến chỗ các anh em siêu nhân ở trên hố chua đây để tạo những công ăn việc làm cho bà con nơi đây đó. Tại vì là anh em đây phá đá cực kỳ là đỉnh luôn. Chính là cái chuồng của nhà anh vừa các bác. Như các bác có thể chưa biết rằng là trên vùng cao đấy bà con rất là chú trọng trong những cái công việc mà làm chuồng đẹp. Nhiều khi bà con còn làm cái chuồng đẹp hơn cái nhà ở nha các bác. Tại vì là bà con chăn nuôi đó, để mà phát triển kinh tế thì bà con nhiều khi là cũng tập trung để làm cái chuồng. Nhiều khi có những cái nơi mà bà con làm cái chuồng đến mấy vài trăm triệu mà cái nhà ở cũng chỉ đến mấy chục triệu thôi. Cho nên là phải làm cái chuồng kiên cố thì trâu bò ở thì nó sẽ chắc chắn hơn. Và nó tiếng ve kêu, tiếng ve mùa hè đấy. Kịch ra nhá, đẩy xuống đi. Để bỏ cái này ra đã. Ping ping. Đứt rồi đấy. Nghe đá nhờ.
anh em mình vào cá đề kia thì bà con làm thâu chữ. Bác thấy là em bà cũng đập đá cũng khác gì một người đàn ông luôn các bác, rất là giỏi. Phát hiện ra rằng là các em nhỏ đây có một cái trò chơi. À, cái này là vỏ chai đúng không? Ui,
ui tít thế. Cái này của Ly hay là của ai? Của Ly à? Ui ui giỏi nha. Cái này là vỏ chai mà, đưa chú xem nào. Đây chú xem nào, trò chơi vừa. Các bác xem trò chơi của đội trẻ con này. Đấy, vỏ chai này. Cái này là của cái chai Sunlight đúng không? Đấy, có cái nắp này, để cái chai đây. Để quay, hồi nhỏ là mình cũng hay dùng những cái trò này để chơi các bạn. Những cái đồ chơi phổ biến của trẻ em vùng cao. Đấy, ăn kẹo có ngon không? Hả? Ừ. Hai vợ chồng cứ làm đây nhá. Cũng một ít phía sau chú lâu Tết xong. Tí nữa hả? Nghỉ ăn cơm nhỉ? Nó là nó còn thử đó. Nó sao nỉ hả? Tí nữa về. Tí nữa ăn cơm ở đâu đấy? Nó sao mình tí thằng mày á? Nhưng mà chưa nghỉ đâu đúng không? Ờ đấy. Tí nữa hôm nay lửa cầm một ít ba chỉ lên này. Tí nữa nấu cơm ăn luôn. Ăn cùng với hai vợ chồng. Vỡ một bên mặt ở dưới kia rồi. Hôm nào làm đến giờ làm hết bao nhiêu can xăng rồi kính? 3 can xăng mà. 3 can nhỉ? 3 can xăng, 3 can dầu. Ừ. Nghiền bột đá là hết 3 can dầu thôi đúng không? Ừ. Nếu như mà để mà mua bột đá với lại mình tự nghiền này thì cái nào nó dễ hơn? Mua thì nó dễ hơn á? Nhiều tiền hơn. Mua thì nhiều tiền hơn đúng không? Tốn nhiều tiền xong còn phải là thuê người chở từ dưới kia lên nữa thì nó khá là tốn kém. Đấy, gia đình tự nhiên là nó là hợp lý nhất các bác. Ui ui cẩn thận nhá. Nặng đấy, nặng đấy. Xin chào nôi nhá. Ờ. Ăn cơm chưa? Chưa. Hôm nay bố mẹ làm nước à? Đi làm về giờ à? Bố xà đi đâu rồi? Bố xà đi họp à? Chưa về à? Bố xà đi mua thức ăn về là chiều ăn, chiều đãi mọi người đấy. Tại nhờ.
À, trên này là đội nhà của chị chú là đang chuẩn bị trồng ngô đấy các bác. À, đi vun ngô chứ, hôm nay mọi người vun ngô ở trên này à? Hôm nay vun đâu đấy chị chú? Vun ở chỗ nào đấy? Bây giờ làm ở chỗ nào? Ít giày với than đi nhỉ? Có bên sông này á? À, mọi người bắt đầu là lại vun ngô đây. Hôm nay có nhiều người không? Có biết tổ dưa à? Chị chúa nói để tiếng phổ thông nhưng mà ngại. Xin chào anh nhá. Ừ. Anh Pó nhỉ? Con rể bác chơi ấy. Anh này là một trong những cái người mà rất là nhiệt tình. Gia đình trồng được nhiều rau đấy. Nhiều rau như này bây giờ vun kiểu gì đấy chị chúa? Phải nhổ đi à? Đấy. Phải đi lấy đất từ phía bên ngoài vào để vun. Hôm nọ là mưa được cả một trận, là mưa khá là lớn nên là ngô bây giờ các bác xem là ngô cũng đã khá là cao rồi. Tuy rằng ở trên là cao nguyên đá đây, đất ít nhưng mà đá nhiều, nhưng mà cây ngô này nó phát triển rất là tốt nha các bác. Nó phù hợp với lại cái khí hậu thổ nhưỡng ở trên này. Cho nên là cái cây ngô là một trong những cái cây lương thực chính của bà con ở trên vùng cao. Thế là nay mình về ăn cơm chưa anh Pó? Im gì nó à? Bây giờ chưa nó à? À, mọi người vừa từ làm trên kia xuống. Trên này là chỗ đằng sau đây, khu vực ở chuồng của nhà anh vừa các bác. Ở dưới kia chính là cái đoạn ngã ba chân dốc đường Hống Chua. Bình thường là anh em là hay lên từ cái khu vực đường dưới kia để lên đây các bác. Đó. Đấy, trên này là một trong những view của các anh em siêu nhân. Trên này là một trong những cái nơi mà ngắm view ngắm núi ở trên này nó cực kỳ là đẹp. Đấy, các bác xem là bà con là tận dụng những cái hốc đá này nhất có thể để mà trồng ngô này. Thế này là cũng được mấy cây. Bà đi bé bé mà bà đi đã biết là vun ngô nhá bà đi. Nay pa không đi học hả pa? Ờ, phút sò là. Ui, dưới này gia đình trồng nhiều tía tô thế. Nó cho hoa lỏ liên đó nè, à hoa liên đó nè. Rồi cho hoa liên à, ớ. Phút nông tù hả? Ờ. Cho nên nửa tô này lỏ. À, đấy thì Lử đang bảo là ở đây bà con trồng lá tía tô hay sao mà nhiều vậy. À, chị cũng nói rằng là trước là có một cái cây ở đây thì quả nó khô, nó rụng xuống, nó tự lên các bác. Chúng mình là hôm nay thứ bảy được nghỉ ra hả? Hôm nay được nghỉ à? Vì là hôm đó mấy rồi nhỉ?
nghỉ học lớp 8 à? Con gái lớn anh vừa nha các bác nha. Cháu nó mới học lớp 8 rồi. Bố vừa đâu rồi, không thấy bố vừa xuống. Bố vừa đi họp à? Ô, tao đi họp lâu đấy nhỉ, giờ vẫn chưa về á? Ừ, hiện tại Lử đang ngồi chỗ nhà chị Dính và anh Sàn đây. Xin chào chị Dính nhá. Ờ, chào vợ Lử. Hôm nay làm nương làm hết chưa? Chưa hết à? Ở dưới này là anh Pó và mọi người đang tranh thủ làm nốt đúng không? Đấy, đây Lử cũng ở dưới này để quay cho các bác đó. Anh Pó đấy. Ui ui ui. Tí nữa là sập xuống này các bác. Anh Pó và mọi người cũng làm xong rồi. Bây giờ chuẩn bị ăn cơm à? À, Lử đi họp chưa về à? À, chị Dính này. Khu vực ở đây các bác xem là ống nước nó về đến tận trước cửa nhà luôn. Đó. Gia đình mình chuẩn bị ăn cơm chưa? Nên nó xuống chỉ tao. Nó chỉ nó. À. Ồ, con gái ăn gì đấy? Các bác xem là em bé ăn một ấu cơm này. Con gái út anh Xà nhá. Anh à, mẹ buộc tóc anh nhìn xinh nhá nhỉ. Xinh quá. Một ấu cơm. Ăn một ấu cơm này có ăn hết không? Đúng là tà tà. Không ăn hết à? À, thế là chanh thôi đúng không? Chanh của chị ăn à? Đấy, sợ là ăn không hết nhưng mà vẫn cố gắng. Nhìn đáng yêu nhỉ, cái bé này đáng yêu thế. À, thế là hôm nay là nhà của anh vừa là làm riêng, là nhà chị làm riêng à? À, đội anh Pó với lại mọi người là làm ở dưới này. Còn này hôm nay nhà của anh Xà cũng làm các bác. Đó, nhà nào cũng làm ở nhà đấy. Ờ, chào bà nhá. Nó mỏ Pó, bà ăn cơm đi. Hôm nay thì Lử xin phép là ở lại xin bữa cơm, ăn cơm cùng gia đình của nhà anh Xà luôn các bác. Hôm nay ăn mèn mén đấy. Lát nữa thì Lử sẽ không ở lại ăn cơm ở chỗ nhà của bạn Kình nữa, sẽ để lại cái miếng thịt treo các bếp ở bên đó để tí nữa cho hai vợ chồng nhà bạn Kình khi nữa mà ăn trưa sẽ lại ăn ở bên đó luôn các bác. Đó. Mèn mén nha các bác nha. Mèn mén này chỉ ăn thìa thôi các bác ạ. Đâu nhìn nè, tủ nè. Đâu còn đi nữa. Nếp đó tủ hết rồi. À, vợ A Lử với lại chị Mai và bà thôi các bác. Chỉ có 4 người. Anh Chuẩn ăn cơm, anh Chuẩn. Mời ăn cơm cùng mọi người. Mời tất cả các bác nhá. Này ăn mèn mén đi, ngon đấy nha các bác ạ. Mèn mén nó phải ăn thìa. Ăn cơm anh Pó rồi. Có lẽ là video trong buổi sáng ngày hôm nay ở trên đỉnh Hố Chua trên kênh Thảo Mỹ Linh đến đây là kết thúc rồi các bác. Hôm nay thì Lữ cũng lên trên đây xem tình hình các hộ gia đình ở trên này cũng như nhà của bạn em Kình và Pà đang phá đá để mà làm sắp tới là chuẩn bị để kè móng nhà các bác. Hôm nay tuy nhiên là đội thợ là cũng chưa lên các bác ạ. Hôm nay thì Lữ cũng lên đây và cũng ghi hình ở chỗ nhà của anh Vư cũng như là của nhà anh Xà đang vun ngô các bác. Hôm nay thì Lữ cũng ở lại chỗ nhà của chị Dính ở đây để ăn bữa cơm mèn mén cùng với lại bà con các bác. Đó. Và các bác nếu mà thấy video hay và ý nghĩa, các bác tiếp tục đăng ký kênh và ủng hộ cho kênh Thảo Mỹ Linh nhá. Đó. Hôm nay thì các bác xem thì mọi người ăn thìa. Tuy nhiên là
do là ăn mèn mén các bác. Đấy, mỗi người một cái thìa riêng nhá, chứ không phải là cùng xúc chung vào trong một cái nồi này. Đó, mong là các bác sẽ có những bình luận nó tích cực. Và các bác hãy đăng ký kênh và đón chờ những video mới nhất ở trên kênh Thảo Mỹ Linh nhá. Chào và hẹn gặp lại tất cả bác ở trong những video tiếp theo. Đấy, Tú ấy. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nhá các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người phải thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn này. Video mà các bác hay xem, đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn, treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong, nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó, mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra, giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.